Xin chào tất cả các anh em yêu cá. Đây là hồ cá của mình. Có một số loại. Đây là coi red. Các bạn thấy không? Đây là mấy con rất nhiều đẹp. Đã phun gần hết lưng luôn. Đây là ba con cam mái. Phun hết hai tay luôn nha các bạn. Gần phun hết lưng luôn. Này thì cá nó cũng đẻ được 27. Đây. Một bầy coi red e. Bắt đầu cũng đang tỏ đuôi rồi nhé. Đây là đàn rumbo. Vô đây chắc được khoảng 10 ngày rồi các bạn. Rumbo đây con trống. Đẹp. Đây là cá full gold đây được 3 ngày, đẻ được 3 ngày. À, các bạn đây. Full gold ribbon. Đây là đàn full gold. Các con để được. Rồi đây là mấy con rồng xanh. Đây là đàn cá con full gold rêu bông. Nhầm các bạn, đây là coi red ri bông mới đẻ được ngày hôm qua, được mới đẻ được một ngày. Đó, các bạn nhìn full gold rất nhiều đẹp. Vài bữa bạn nào có nhu cầu mua cá thì liên hệ với mình. Các bạn cứ comment ở dưới mình sẽ trả lời ha. Cá rất là khỏe nha các bạn. Nước thì mình xử lý nước và nuôi hoàn toàn là không oxy. Nên cá rất nhiều khỏe. Đây đàn cá con Rumbo. Bộ này được một tuần rồi nhé các bạn. Các bạn thấy con còi rất là đẹp. Rồng xanh, mình thấy có hai cặp mới đẻ được mấy con. Rồi, xin chào các bạn. Các bạn có xem video thì có bình luận gì thì các bạn cứ ghi ở dưới nha các bạn. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở những video khác.